Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật chia sẻ cùng quý vị anh chị bạn về bàn cờ quân sự trên thế giới. Bàn cờ quân sự trên thế giới ngày hôm nay chúng ta đang thấy mọi thông tin đang đổ dồn về Trung Đông cùng với Ukraine và đặc biệt là Ukraine. Vì mọi thứ ở tại Ukraine mà sụp đổ thì Hoa Kỳ không còn cái gì để mà cứu vãn được cái vị thế của thế giới đơn cực nữa. Ukraine sụp đổ, thứ nhất là khiến phương Tây tập thể trở về với đôi bàn tay trắng. Yếu tố thứ hai nữa là giúp cho Nga xây dựng được nền kinh tế vững mạnh và đảm bảo cho hướng Tây Nam của mình và chấm dứt con đường Đại Trung Đông của Mỹ. Cái thứ ba, Nga sẽ trở thành một cường quốc ở tại châu Âu và những quốc gia châu Âu sẽ dần bị ảnh hưởng, giảm ảnh hưởng của Mỹ khi mà muốn quay trở lại phát triển kinh tế. Thì phải bình thường hóa quan hệ với nước Nga. Và hàng trăm tỷ đô la phương Tây đổ dồn vào Ukraine sẽ không bao giờ quay trở về phương Tây. Cho nên Ukraine vẫn là một cái tâm điểm nóng rất quan trọng. Và càng nóng hơn là trong 3 tuần qua, khi mà phương Tây tập thể cùng với Ukraine không lo được giữ phòng tuyến miền Đông và miền Nam, thì bỗng dưng bí mật bất ngờ thực hiện đòn phản công vào Kursk. Và trong suốt 3 tuần người ta cũng quảng bá rất mạnh và rầm rộ về cuộc phản công bí mật bất ngờ của Ukraine vào Kursk. Vậy để rồi 24 giờ qua, cả Đông và Tây đồng loạt đưa tin, quay xe 180 độ về thông tin tích cực dành cho Ukraine. Người ta đang nói về thảm họa ở tại Kursk. Người ta đang nói về thất bại chiến lược của phương Tây tập thể, của Ukraine. Người ta đang thấy quá trình rút lui tháo chạy của Ukraine ngày hôm nay trên toàn chiến tuyến. Người ta đang nói về thất bại đầu tiên quy mô lớn của NATO ở tại Ukraine. Người ta đang nói về cái điều đấy. Vì Ukraine không có gì được cho là gây bất ngờ cho Nga ở tại cuộc phản công Kursk cả. Đáng lẽ bất ngờ phản công vào Kursk nhưng phải vượt trội về khí tài so với trước đây thì nó sẽ là yếu tố bất ngờ. Chứ bản thân Ukraine ngày hôm nay làm gì có tạo ra được bất ngờ với Nga đâu. Với những hậu quả là quá quan ngại với tình hình ở tại Kursk và Donbass. Và yếu tố quan ngại này là dành cho Mỹ khi mà họ đang tìm mọi cách để làm suy yếu Liên bang Nga trên vũ đài quốc tế. Trò chơi cấm vận của Mỹ ngày hôm nay đã và đang không thể gây sức ép được với thế giới nữa. Không thể gây sức ép được nữa rồi. Sau gần 3 năm, phương Tây tập thể bước đầu đã rất vui mừng khi mà đã thành công lôi kéo Nga vào cuộc chiến ở tại Ukraine sau 8 năm thực hiện hành động khiêu khích nạn diệt chủng ở tại Donbass. Nga đã quyết định phải phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vì không còn lựa chọn nào khác. Phương Tây tập thể vui mừng vì điều này. Bắt đầu tung đòn trừng phạt, bắt đầu tung đòn truyền thông. Nhưng đến thời điểm hiện tại, mọi thất bại ở tại Ukraine và lệnh trừng phạt đang được phơi bày cho thế giới. Dư luận của phương Tây ngày càng ủng hộ cho Nga nhiều hơn và phản đối chính quyền của mình. Tình hình kinh tế của quốc gia dẫn đầu châu Âu là Đức cùng với tình hình kinh tế của Anh cũng đang báo động quan ngại và lo sợ về những tuyên bố tài chính mới. Còn Hoa Kỳ thì vẫn đang chờ đợi xem con voi có nhét được qua lỗ kim hay không. Vào tháng 9 này, họ tin tưởng sẽ bắt đầu hạ lãi suất từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay sẽ có 3 lần hạ lãi suất. Đó là tầm nhìn và kế hoạch của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Còn tháng 8 vừa qua chưa có động thái gì cả. Trong khi Ukraine thì ngày càng cần nhiều viện trợ hơn, không chỉ là tiền bạc, khí tài mà cả nguồn nhân lực nữa. Cả nguồn nhân lực nữa. Ukraine thất bại đầu tiên là bởi chủ nghĩa Banana. Thất bại thứ hai là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và bài trừ tôn giáo dẫn tới nhân dân không đoàn kết và không ủng hộ chính quyền. Riêng một cuộc chiến bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ mà không có ủng hộ từ quần chúng nhân dân thì Ukraine lấy cái gì ra để mà chiến thắng trước Nga được? 7 tháng đầu năm thì có 37.000 người đảo ngũ và bỏ trốn. 37.000 người đảo ngũ bỏ trốn.
Đấy là những kết quả mà Ukraine ngày càng đi vào cái bãi sình lầy nguy hiểm hơn khi bước theo nền dân chủ của phương Tây. Hoa Kỳ cũng đang đau đầu vấn đề ở tại Trung Đông ngày hôm nay đấy. Đang căng thẳng và đau đầu vấn đề Trung Đông. Xa lầy luôn ở đấy còn gì nữa. Phương Tây cảnh báo thảm họa lực lượng vũ trang Ukraine tại Donetsk. Mọi thứ đang trong thực trạng là rút lui ồ ạt ở nhiều hướng. Ở nhiều hướng. Sụp đổ Bobrov được đe dọa là sụp đổ toàn bộ chiến tuyến. Và sẽ kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt. Như Nga đã tuyên bố là sớm kết thúc nó. Sớm kết thúc nó nhưng chưa kết thúc chiến dịch ở tại Ukraine. Mà mở ra một chiến dịch mới. Bobrov ngày hôm nay để cứu nguy được. Ukraine cần phải có nguồn nhân lực hùng hậu. Nguồn nhân lực đấy thì mang về Sumy. Yểm trợ cho công cụ BA ở cớt rồi. Làm gì còn cái gì để mang về khu vực Bobrov mà yểm trợ nữa. Quân đội Ukraine đang tiến hành sơ tán hàng loạt nhân sự ở khu vực Bobrov ở Donetsk. Nhà báo của Đức tuyên bố điều này trên mạng xã hội X. Đây là thực tế trên mặt trận Donbass ngày hôm nay. Lực lượng vũ trang Ukraine đang đồng loạt rút lui. Không còn tin tiêu tích cực, toàn tiêu cực đấy. Những gì đang xảy ra ở phía đông từ Bobrov giống như cuộc tháo chạy ồ ạt của tàn quân Ukraine. Nó đang giống cái cảnh tượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa triệt thoái khỏi Tây Nguyên và thảm họa trên đường số 7. Ngày hôm nay Ukraine ở khu vực Bobrov cũng đang là quá trình triệt thoái khỏi miền đông và lại chết chóc trên cái huyết mạch Bobrov đấy thôi. Một tàn quân ồ ạt tháo chạy. Theo nhà báo thì tốc độ hành tiến của quân Nga trong khu vực và những lời than thở của chiến binh lực lượng vũ trang Ukraine cho thấy sự sụp đổ của lực lượng phòng thủ Ukraine ở hướng này đã cận kề và bắt đầu rút lui tháo chạy hàng loạt ở chiến tuyến rồi. Chiến dịch Donbass hiện tại của Nga đang đi tới cái hồi kết cuối cùng là chấm dứt toàn bộ phòng tuyến của Ukraine. Với chiến công mà Ukraine có được trong 3 tuần qua khi phản công vào cớt. Cuối hè đầu thu là thời điểm mà Nga sẽ tung ra những đòn chí mạng hơn, lớn mạnh hơn để đẩy lùi quân đội Ukraine thuộc khu vực Donbass đấy. Ngày hôm nay còn ai nói về câu chuyện là bước đi chiến lược của Ukraine ở khu vực Kursk nữa không? Belgorod, Bryansk nữa không? Hay đó là bước đi chiến thuật, thất bại chiến lược? Người ta đang nói về thảm họa đáng lo ngại cho lực lượng vũ trang Ukraine và cả phương Tây tập thể về mặt trận miền Đông cũng như là mặt trận Kursk đấy. Mang ra Bia canh bạc liều lĩnh tưởng sẽ kiếm cho mình được một quân bài. Nhưng kết quả tất cả mọi quân bài này đều trở lên vô nghĩa. Vị tướng Nga cũng chia sẻ rằng là Nga đánh bại quân Ukraine ở khu vực Kursk. Tướng Zyrky cũng thừa nhận về thất bại chủ chốt của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk. Lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề ở khu vực Kursk của Nga này. Chỉ huy đơn vị lực lượng đặc nhiệm Akhmat, vị thiếu tướng Anodirov chia sẻ việc này trong ngày 28 tháng 8. Hôm nay thực sự là một ngày khó khăn đối với các chiến sĩ của chúng tôi. Nhưng hôm nay chúng tôi đã gây ra một thất bại rất nghiêm trọng vào kẻ thù. Kẻ thù không còn di chuyển với nhiều xe như trước nữa, vị tướng Anodirov cho biết. Mọi điểm triển khai được lực lượng Ukraine đều bị tiêu diệt trong mặt trận Kursk trong ngày vừa qua. Theo báo cáo Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 8, các phi hành đoàn của trực thăng chiến đấu K-52M và Mi-8 đã tiêu diệt quân nhân và xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực biên giới vùng Kursk. Ngày 27 tháng 8, thì Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng trong toàn bộ thời gian diễn ra hoạt động quân sự kể từ khi lực lượng vũ trang Ukraine xâm nhập vào khu vực Kursk, Kiev đã mất hơn 6,6 nghìn binh sĩ. Đây là những gì mà Ukraine được báo cáo là chiến công của mình sau khi đột kích vào Kursk. Nó là một cái thảm họa và mồ chôn quân lính Ukraine và đào mồ chôn cả nhà nước Ukraine. Còn chờ đợi cái gì ở đây nữa? Sau cuộc không kích ngày 26 tháng 8 vừa qua,
thì Ukraine cũng quảng bá về F-16 nhưng lại không thấy mang F-16 ra chiến tuyến để chiến đấu với được quân Nga. Nga tuyên bố là tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở tại Ukraine. Ukraine ngày hôm nay không còn lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng nữa rồi. Ngày 28 tháng 8 ấy, Nga đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Zelensky về một kế hoạch đã có sẵn để chấm dứt chiến tranh và nhấn mạnh sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ukraine ngày hôm nay thỉnh thoảng cũng đánh chống lại, nhưng đánh chống lại làm sao được? Làm sao che đậy được những sự thất bại của mình? Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nghe những tuyên bố như vậy từ đại diện của chế độ Kiev. Chúng tôi nhận thức được bản chất của chế độ này. Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Zelensky. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định thêm rằng chúng tôi đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt của mình và sẽ đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra. Và phía Nga ngày hôm nay tuyên bố không còn lý do gì để đàm phán hòa bình nữa rồi. Chứ đừng nói là đòi chấm dứt chiến dịch bằng một cái lệnh ngừng bắn. Ông Peskov cũng nhấn mạnh việc Nga ủng hộ quan điểm của Ấn Độ về nhu cầu giải quyết hòa bình, nhưng cho biết điều thực tế hơn là hiện tại không có cơ sở nào cho cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết là khi trình bày kế hoạch chấm dứt chiến tranh với Nga cho Tổng thống Mỹ Joe Biden và cả Phó Tổng thống Harris thuộc Đảng Dân Chủ và có thể là với cả ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Phát biểu tại cuộc họp báo, thống Zelensky cho biết là cuộc xâm nhập của khu vực Kursk của Nga kể từ ngày 6 tháng 8 là một phần của kế hoạch đó này, nhưng nó cũng bao gồm các bước khác trên mặt trận kinh tế và ngoại giao. Điểm chính của kế hoạch này là buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh, và tôi rất muốn điều đó này, một kế hoạch công bằng cho Ukraine, nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu với các phóng viên tại Kiev. Ông Zelensky vốn đang gây sức ép cho Washington cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, không giải thích thêm về những bước tiến tiếp theo, nhưng cho biết sẽ thảo luận về kế hoạch này với người kế nhiệm tiềm năng của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Và thậm chí ông Zelensky còn nêu ra cái kế hoạch giúp cho Ukraine chiến thắng và buộc Nga sẽ phải thất bại. Đưa biên giới Ukraine về năm 1991, Nga sẽ phải bước bàn đàm phán theo điều kiện của Ukraine là công thức 10 điểm. Những lời hô hào này của ông Zelensky sẽ thay đổi vào tháng 9. Tháng 7 và tháng 8 nó khác nhau rồi, sang tháng 9 là khác nhau nữa. Vì Nga vẫn chơi trò chơi ngâm tô. Nga vẫn nói rằng chỉ đẩy lùi quân đội Ukraine trước ngày 1 tháng 10. Nhưng mà nhận định của Vũ Quang thì đến ngày 1 tháng 10, quân đội Ukraine chưa bị đẩy lùi khỏi Kursk đâu. Nga sẽ còn ngâm tôm để tiêu diệt lực lượng đi tới Sumy. Có đầy đủ tất cả mọi lý do để phát động một cuộc chiến mới. Trong lúc đó là Ukraine sẽ bị cạn kiệt về nguồn nhân lực và khí tài. Muốn hay không muốn thì phương Tây cũng nhận thấy Kursk đang là một cái bẫy mà Nga đã giăng ra trước đó, chờ đợi Ukraine và NATO bước vào. Đến khi bước vào, Nga khóa đầu khóa đuôi, bao vây bao hướng, siết chặt vòng vây, tìm và tiêu diệt tàn quân của Ukraine, bẻ gãy xương sống hậu cần ở tại Sumy. Tới ngày hôm nay, tàn quân Ukraine còn đang tháo chạy ở khu vực Donbass cơ mà. Borodov sụp đổ thì toàn bộ phòng tuyến sụp đổ. Trong khi Hoa Kỳ thì đang căng mình để cố gắng duy trì trật tự ở Trung Đông, không xảy ra leo thang xung đột trong toàn bộ đó là khu vực, và tìm kiếm con đường để hạ lãi suất và cứu nguy cho nền kinh tế của mình trước bờ vực bẻ gãy nền kinh tế hơn 35.000 tỷ đô đó, trần nợ công của Mỹ. Còn Bộ Ngoại giao Nga chia sẻ rằng là không thể đàm phán Ukraine khi quân Kiev tấn công vào vùng Kursk, mọi thứ đã đóng lại. Không thể có cuộc đàm phán nào với Ukraine trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine tấn công xâm nhập vào Kursk. Bà Zhaova, đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga, tuyên bố các chiến binh Ukraine, lính đánh thuê nước ngoài ở vùng Kursk đang hành động tàn bạo để bắn chết dân thường và tình nguyện viên, giáng đòn tấn công cơ sở hạ tầng dân sự nhằm bắn vào các nhà báo, để tạo ra mối đe dọa đối với các chủ thể năng lượng hạt nhân. Làm sao có thể hòa đàm trong những điều kiện như vậy, bà Phan, và đàm phán với ai chứ? Tất nhiên không thể nói gì đến bất kỳ cuộc hòa đàm nào với chế độ Kiev.
trong thời điểm hiện tại. Điều này sẽ đẩy thế giới phương Tây vào tình thế khó hơn. Sau ngày 6 tháng 8 là con đường tự sát trượt dài, bước đi thất bại của một phương Tây tập thể sau gần 3 năm hỗ trợ cho Ukraine cuộc chiến chống Nga. Với kế hoạch sử dụng truyền thông, sử dụng lệnh trừng phạt gây sức ép từ thế giới, nhưng Hoa Kỳ đang tự đào hố để chôn chính mình. Muốn chôn vùi Nga nhưng không thành. Càng ngày chúng ta càng thấy Slovakia, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi càng không thể hài lòng được với những tuyên bố của thế giới phương Tây và càng không thể chấp nhận ngồi chung trên con thuyền của nước Mỹ được nữa. Còn Điện Kremlin chia sẻ rằng không có các yếu tố tiên quyết cho đàm phán hòa bình về Ukraine ngày hôm nay. Vì bản thân Ukraine ngày hôm nay sớm nắng chiều mưa giữa trưa ngừng, làm gì có đi trên một lập trường nào đâu. Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Peskov cho biết hiện tại không có một yếu tố tiên quyết nào cho các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết vấn đề Ukraine. Hiện tại rõ ràng là không có các yếu tố tiên quyết nào cho các cuộc đàm phán như vậy, ông Peskov nói trong một cuộc họp báo khi bình luận về khả năng đàm phán về một giải pháp cho Ukraine. Thủ tướng Ấn Độ chưa đề xuất kế hoạch giải quyết hòa bình ở Ukraine, ông Peskov nói. Thư ký báo chí Tổng thống Nga Peskov nói với các phóng viên rằng Thủ tướng Ấn Độ Modi trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin chưa đề xuất kế hoạch giải quyết hòa bình tình hình ở Ukraine với sự tham gia của Ấn Độ. Đồng thời ông cũng nói rằng Ấn Độ vẫn theo đuổi việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở tại Ukraine. Chưa này, ông Peskov trả lời khi được hỏi về ông Modi có đưa ra kế hoạch hòa bình để giải quyết xung đột Nga-Ukraine chưa, thì câu trả lời là chưa. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nói thêm rằng phía Ấn Độ luôn giữ vững lập trường là nước ủng hộ hòa bình, ủng hộ giải pháp hòa bình thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, nhưng phương Tây tập thể là kẻ đang ngăn cản nó. Quan điểm này cũng tương ứng với thế giới quan của chúng tôi, ông Peskov lưu ý. Trước đó Điện Kremlin đưa tin rằng trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với ông Modi đã thông báo với Tổng thống Nga về chuyến thăm Kiev của ông, đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm của ông trong việc đóng góp vào một giải pháp khả thi cho tình hình xung quanh Ukraine. Chuyến công du của ông Thủ tướng Ấn Độ đi tới Kiev, sau đó tới Washington với mục đích là thúc đẩy đàm phán hòa bình chấm dứt xung đột ở tại Ukraine. Trong tháng 7, Ukraine cũng liên tục đưa thông điệp tương tự như vậy. Thế nhưng mà sang tháng 8 thì mọi thứ đã thay đổi. Đặc biệt cuộc phản công vào Kurd thì càng không có lý do gì để Nga có thể bước vào đàm phán chấm dứt xung đột thông qua ngoại giao và chính trị. Và Ukraine thì vẫn cứ muốn theo đuổi công thức hòa bình 10 điểm. Trong khi đó Nga tuyên bố, thứ nhất hiện tại thì không có lý do bước vào đàm phán. Thứ hai, nếu có bước vào đàm phán thì không phải điều kiện đến từ phương Tây hay là Ukraine vì nó xa vời với thực tế. Hoa Kỳ thì đang mong muốn lan rộng xung đột ra bên ngoài và bây giờ có thể đã thành công lan rộng sang Liên bang Nga. Không biết là lan rộng sang là thành công hay nó là cái bẫy. Tướng NATO thì nói rằng Ukraine có thể thua Nga nếu Mỹ không tăng viện trợ. Không phải có thể thua. Cuộc chiến hiện tại NATO đã thất bại quy mô lớn ở tại Ukraine rồi. Còn nếu như Mỹ dừng viện trợ, Ukraine sẽ tháo chạy vào đầu hàng ngay lập tức. Nó giống như lời Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói ở tại Dinh Độc Lập đấy. Nếu như Hoa Kỳ không viện trợ thì bản thân tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa sẽ không ở lại Dinh Độc Lập một giây một phút nào cả, ngay lập tức lên máy bay và đu càng chạy mất. Thì Ukraine ngày hôm nay tương tự như vậy thôi. Phương Tây mà tuyên bố dừng viện trợ là Ukraine đầu hàng vô điều kiện. Lấy gì mà chiến đấu nữa đâu. Một cựu tướng Mỹ và chỉ huy hàng đầu của NATO cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với thất bại trước Nga nếu Washington không tăng cường kế hoạch hỗ trợ quân sự, nới lỏng quy định về sử dụng vũ khí viện trợ của phương Tây. Nếu chúng ta tiếp tục làm những gì đang làm, Ukraine cuối cùng sẽ thua, bởi vì hiện tại chúng ta cố tình không mang lại cho Ukraine những gì họ cần để giành chiến thắng. Từ đầu cuộc chiến cho đến ngày hôm nay, phương Tây chưa bao giờ lên kế hoạch để cho Ukraine chiến thắng, mà chỉ để Ukraine chưa thua thôi. Ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phương Tây, đặc biệt là Mỹ, trong việc quyết định cục diện xung đột Nga-Ukraine. Cuộc chiến này sẽ kết thúc theo đúng cách các nhà khoa học
các nhà hoạch định chính sách phương Tây quyết định nó sẽ kết thúc như thế nào. Tướng không quân của Mỹ về hưu nói, Mỹ là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột giữa Ukraine và Nga nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Washington đến nay vẫn cấm Kiev sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định là cách tiếp cận này rất quan trọng để tránh gây ra phản ứng trả đũa đến từ Nga. Một số nhà phân tích cũng đồng tình chỉ ra một cuộc tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo và tầm xa của Mỹ viện trợ có thể bị Nga coi là cuộc tấn công trực tiếp từ Washington. Trong khi đó, các nhà lập pháp Cộng hòa và một số nhà phân tích an ninh, nhà ngoại giao cho rằng là Mỹ và các đồng minh nên nới lỏng hạn chế này với Ukraine trong bối cảnh hiện nay khi mà Ukraine triển khai cuộc đột kích sâu vào vùng biên giới cốt của Nga bất chấp chiến trường miền đông khó khăn, căng thẳng và các đối tác phương Tây phải đối mặt với sức ép ngày càng tăng nhằm nới lỏng lập trường thận trọng về việc triển khai vũ khí phương Tây trong cuộc xung đột. Những hạn chế của thế giới phương Tây đang khiến Ukraine vào thế bí. Nói thẳng một câu là phương Tây tập thể không thể hỗ trợ cho Ukraine mà đẩy Nga vào chân tường được. Nếu như bản thân phương Tây tập thể sẵn sàng đẩy Nga vào chân tường thì ngay từ đầu cuộc chiến nó đã có một kế hoạch toàn diện. Đầu tiên là xây dựng những tuyến phòng thủ kiên cố. Thứ hai là có những ổ hỏa lực phòng không để bảo vệ bầu trời Ukraine và tuyến hậu cần. Yếu tố thứ ba là đào tạo quân đội Ukraine một cách bài bản ngay từ đầu hàng triệu quân. Cái thứ tư là lực lượng viễn chinh của NATO đã có mặt ở tại Ukraine để yểm trợ, hỗ trợ cho Ukraine bằng khí tài của phương Tây rồi. Nhưng mà ngay từ đầu chúng ta thấy họ đang biến Ukraine trở thành một bãi xả rác vũ trang thôi. Họ chả cần quan tâm sự sống chết Ukraine như thế nào cả. Cuộc phản công vào cơ hiện tại bây giờ nó là con đường tự sát toàn diện còn gì nữa. Còn cái gì để mà chiến đấu ở đây nữa. Còn Bộ Ngoại giao chia sẻ, Bộ Ngoại giao Nga chia sẻ rằng phương Tây đang biện minh và khuyến khích cho tội ác ở tại Kiev. Ngay từ cái ngày thành lập lên chính quyền Ukraine ngày hôm nay thì nó đã là một chính quyền tội ác rồi. Nó đã là một chính quyền tham nhũng rồi. Với những tuyên bố về khả năng Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công khu vực cốt, phương Tây đang biện minh cho tội ác của Kiev. Bà Zhaova, đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, tất cả những tuyên bố mới đây của cao ủy ngoại giao EU Borrell và đại diện Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ không gì khác hơn là sự biện minh và khuyến khích những tội ác của chế độ Kiev, mà đó chính là tài trợ khét tiếng cho chủ nghĩa đó là khủng bố. Bà nhắc rằng theo quy định trong luật pháp của các nước phương Tây, tài trợ cho khủng bố là một trong những tội phạm nghiêm trọng nhất. Trước đó, Lầu Năm Góc công bố Hoa Kỳ cho phép Ukraine dùng vũ khí của Mỹ thực hiện cuộc phản công nhằm vào Liên bang Nga trong quá trình xâm nhập khu vực cốt của Nga. Phương Tây tập thể đang trực tiếp tài trợ cho lực lượng khủng bố ở tại Kiev để tạo ra thảm họa nhân đạo trên đất nước Ukraine và trên đất nước Nga. Ukraine thì vẫn sử dụng nhà máy cốt và nhà máy Zaporizhia làm cái cơ sở để khiêu khích về mặt hạt nhân, và mức độ nguy hiểm hạt nhân ở khu vực cốt vẫn đang đe dọa. Phương Tây vẫn lo ngại về việc những kẻ theo chủ nghĩa tân phát xít có thể quyết định sử dụng tên lửa của phương Tây để tấn công vào nhà máy cốt. Và đây là lý do Vũ Quang đã từng bình luận điều khiển tôm dây đầu hay là ATACMS sẽ là chuyên gia của Anh và Mỹ điều khiển chứ không phải là Ukraine điều khiển. Còn nếu như để Ukraine điều khiển được nó thì có lẽ nó đã dồn dập tấn công đến nhà máy cốt rồi. Trong khi đó, Nga đang dàn trận phản công buộc lính Ukraine phải đầu hàng ở cốt cũng như là vùng Donbass. Nga tuyên bố một số binh lính Ukraine đã đầu hàng sau các cuộc giao tranh ở vùng cốt trong những ngày vừa qua. Họ đã chủ động để ra đầu hàng. Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 8 tuyên bố quân đội Nga đã tiếp tục vô hiệu hóa các cuộc tiến công lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực cốt. Nhóm tác chiến phía Bắc với sự yểm trợ lực lượng không quân pháo binh đã đẩy lùi 8 đợt tấn công của các nhóm xung kích Ukraine theo các hướng để vượt biên giới đi vào lãnh thổ của Liên bang Nga đấy. Nga đang dàn quân và buộc lực lượng vũ trang Ukraine bị đẩy lùi và đầu hàng trước lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Hiện tại quân đội Ukraine đến ngày hôm nay đã mất tới là 7.000 quân nhân rồi.
74 xe tăng, 35 xe chiến đấu bộ binh, 62 xe bọc thép chở quân, 460 xe chiến đấu bọc thép và 210 phương tiện quân sự, 51 khẩu pháo, 13 bệ phóng phóng loạt, 5 bệ phóng tên lửa đất đối không, 10 trạm tác chiến điện tử và 2 radar phản pháo, 1 radar phòng không. Đây là riêng tổn thất ở tại tại Kurt. Phòng giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA của Mỹ nhận định lực lượng Nga sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn ở Kurt. Và cho biết là Nga đã đạt được những bước tiến ở khu vực Kurt với chi phí vô cùng lớn về quân số và trang thiết bị. Mặc dù Ukraine tuyên bố không có kế hoạch sáp nhập vùng lãnh thổ của Nga là khu vực Kurt. Đây là tuyên bố, nhưng thực tế thì Ukraine đang bị bao vây và Nga đang siết chặt vòng vây ở thuộc Kurt ngày hôm nay. Đang bị siết chặt vòng vây. Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố rằng việc gia tăng sự hiện diện của Mỹ ở Trung Đông đang đe dọa leo thang căng thẳng. Trong lúc mà Ukraine đang cần sự viện trợ toàn diện của phương Tây, hỗ trợ về hậu cần cũng như là hỗ trợ về tài chính và dư luận, thì bản thân Hoa Kỳ lại đang gây chú ý ở khu vực Trung Đông. Việc gia tăng sự hiện diện của Mỹ ở Trung Đông đe dọa leo thang căng thẳng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố. Hoa Kỳ ngày hôm nay đang dạng háng trên hai con thuyền và không biết là phải tập trung vào chân nào là quan trọng hơn, vì cả hai nơi nó đều bổ trợ cho nhau. Trước đó, trên các phương tiện truyền thông xuất hiện tin Mỹ đã triển khai quân ở Trung Đông và chuẩn bị đối phó với mọi tình huống khó lường xảy ra. Việc tăng cường sự hiện diện quân sự Hoa Kỳ ở Trung Đông, đặc biệt là ở Đông Địa Trung Hải, Biển Đỏ, Vịnh Ba Tư, gây ra nguy cơ leo thang căng thẳng hơn nữa. Cần nhắc lại rằng chiến dịch bảo vệ thịnh vượng được cho là hoạt động gìn giữ hòa bình do Washington phát động vào đầu năm đã dẫn đến cuộc tấn công của Mỹ và Anh vào lãnh thổ Yemen, và trên thực tế chỉ khiến tình hình ở khu vực này trở nên trầm trọng hơn. Chúng tôi tin rằng là các nước trong khu vực có thể giải quyết được những khó khăn và bất đồng hiện có một cách, đó là độc lập, thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, bà Jaoua nói. Mọi hành động của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông hay là Đông Bắc Á đều là gia tăng căng thẳng. Chứ làm gì có vì hòa bình. Thằng Hoa Kỳ chưa bao giờ nói câu chuyện là vì hòa bình ở đây. Chưa bao giờ là vì ổn định. Toàn mang đau thương chiến tranh đi tới nơi khác. Khi mà ở Trung Đông đang gia tăng căng thẳng và gặp nhiều khó khăn, chúng ta cũng biết rằng là Ukraine thì nó cam go ăn rất nhiều. Vị thế của Mỹ trên thế giới đang rụt giảm và tiếng nói của Mỹ đang bị mất trên vũ đài quốc tế là bởi Nga đang nắm giữ thế thượng phong ở tại Ukraine thôi. Khi mà phương Tây đang chậm trễ con đường viện trợ khí tài và không sản xuất đủ đạn dược dành cho Ukraine, thì Tổng thống Zelensky cũng bắt đầu kêu gào rằng Ukraine không còn tiền để sản xuất vũ khí nữa. Vậy mà đầu năm vừa rồi, ông Zelensky còn tuyên bố năm nay sẽ có 1 triệu UAV, sẽ tự cung tự cấp về đạn dược và khí tài. Các cháu vẹn vàng ca ngợi về điều này. Hoan hô Ukraine, Ukraine tuyệt vời. Tuyệt vời bằng cách là kêu gào hết sạch tất cả mọi thứ, còn cái gì nữa đâu. Tham ô hối lộ hết cả đâu nữa. Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine không có tiền để tự sản xuất vũ khí, trong khi nguồn viện trợ từ các nước phương Tây đang dừng lại. Theo tôi thì có một vấn đề quan trọng mà chúng ta đã bắt đầu xúc tiến, đó là hoạt động sản xuất trong nước, máy bay không người lái, pháo binh, ý tôi là hệ thống và đạn dược riêng biệt, tên lửa này. Một chương trình tốn kém và chúng ta cần đầu tư tiền vào đây. Hiện tại ngân sách của chúng ta không còn tiền, Tổng thống Zelensky phát biểu tại một họp báo, tại một chương trình họp báo. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng là ông cũng muốn tăng nguồn cung viện trợ quân sự phương Tây, cũng như là đẩy nhanh nguồn cung viện trợ đến cho Ukraine trong cái thời điểm mà quân Nga đang dàn quân trên toàn chiến tuyến. Cho đến nay, Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, đứng thứ hai là Đức theo các quan chức phương Tây. Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào các chuyến hàng viện trợ của phương Tây để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Tuy nhiên, mối lo ngại về việc cựu Tổng thống Donald Trump có thể tái đắc cử vào tháng 1 làm dấy lên mối lo ngại là cắt đứt viện trợ dành cho Ukraine. Ukraine hết tiền để sản xuất vũ khí, nhưng bản thân Ukraine cũng hết cả tiền để vận hành dân sự của mình, trả lương hưu. Những yếu tố đang trở lên cam go khó khăn.
và họ bắt đầu thừa nhận cho những sự thất bại và rút quân ồ ạt của lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận miền Đông và mặt trận Đông Bắc. Mọi kế hoạch phản công nhằm gây sức ép cho Nga đang trở lên thất bại. Anh bắt đầu có dấu hiệu ủng hộ cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào Nga. Nhưng bản thân Mỹ thì không ủng hộ vì tôm xây đầu trong đó có linh kiện của Mỹ. Cho nên Hoa Kỳ vẫn không ủng hộ. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đang dần thay đổi cái chiến lược mới của mình. Con đường mà phương Tây muốn cô lập, con đường mà phương Tây muốn Nga thất bại chiến lược, con đường mà phương Tây muốn duy trì thế giới đơn cực đang ngày càng đi vào ngõ cụt. Ukraine ngày hôm nay sẽ là một bước đi cuối cùng của thế giới đơn cực. Khi họ thất bại ở đây, nói chứ thất bại toàn diện trên vũ đài quốc tế thôi. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.